Tiếp theo chúng ta sẽ giới thiệu một công cụ gọi là công cụ cắt, công cụ crop. Cũng tương tự như là cái công cụ hay là cái lệnh fill container_way vừa rồi. Container_way thì nó sẽ giúp chúng ta dập xóa để một cái chi tiết nào đó mà chúng ta không cảm thấy ưng ý ở trên cái bức hình. Thế còn công cụ crop thì nó sẽ giúp cho chúng ta cắt cúp lại để chúng ta lấy lại tỷ lệ cho một bức hình. Ví dụ như là trong lúc mà chúng ta chụp, ngoại trừ cái trường hợp mà chúng ta chụp một cách rất là chú ý, chúng ta có sắp xếp, chứ còn nếu mà chụp thông thường thì có thể là vội này, do chụp thì đó chúng ta chớp lấy một khoảng cách thì chúng ta sẽ chụp lấy vào những cái khung hình của chúng ta những thứ mà chúng ta không muốn đấy, và sau đó thì cần biên tập lại hoặc là xóa đi, hoặc là chúng ta phải cắt cúp lại để cho nó giữ được một cái bố cục nó tốt hơn. Cắt những cái phần mà chúng ta thấy là thừa thãi, cắt những cái phần mà chúng ta cảm thấy không hài lòng ra khỏi bức hình. Thế để làm việc này thì chúng ta sẽ dùng công cụ crop. Nhấp chọn công cụ crop và chúng ta sẽ bắt đầu cắt cúp cái bức hình. Thì các bạn lúc này nhìn lên trên thanh option giúp tôi, thì chúng nó có rất là nhiều, công cụ này nó có rất là nhiều cái lựa chọn. Đấy, ở đây thì các bạn sẽ có một số các tùy chọn này, ví dụ như là ratio này, ví dụ như là rộng cao độ phân giải này, hoặc là origin ratio này, 1:1 này, tỷ lệ ABC gì đấy, có cực kỳ nhiều thứ. Thế còn ngoài ra còn có một chế độ nữa là chế độ unconstrained. Ở cái chế độ này là cái chế độ mà linh hoạt nhất đấy. Nếu mà chúng ta sổ danh sách ra và chọn cái unconstrained thì nó sẽ giúp cho chúng ta cắt bất cứ cái gì mà chúng ta thích đấy, giữ lại cái gì mà chúng ta muốn, nó không phụ thuộc vào tỷ lệ, không phụ thuộc vào cái file gốc như thế nào nữa. Các bạn muốn giữ lại cái gì thì các bạn co kéo các bạn giữ cái đó. Và cái vùng cắt khi mà hiện ra thì các bạn để ý là nó phân tách ra thành hai vùng, một vùng rất là rõ và một vùng thì làm sao đây ạ, xám. Thì những cái đối tượng mà chúng ta giữ lại nó sẽ nằm ở trong gì đây nhỉ? Nó sẽ nằm ở trong cái phần sáng. Đấy, nó sẽ nằm trong phần sáng. Thế còn những cái phần mà nó nằm ở trong cái phần xám này thì là nó sẽ bị cắt đi. Đây, sau khi mà chúng ta bố cục xong rồi, chúng ta lấy lại một cái phạm vi mà chúng ta cảm thấy hài lòng rồi. Đó, các bạn nhấn Enter. Xác nhận. Nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ cắt cúp, nó bỏ đi tất cả những cái phần mà nằm ở trong khu vực xám đi. Khu vực sáng nó giữ lại, khu vực xám mờ thì nó sẽ bỏ đi. Nó sẽ bị cắt cúp. Thì nó sẽ giúp cho chúng ta bỏ đi những chi tiết hoặc là những cái thành phần mà chúng ta cảm thấy không hài lòng ra khỏi cái bố cục của bức ảnh. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể là làm gì nữa? Cắt theo một cái kích thước mà chúng ta yêu cầu, cắt theo độ phân giải chúng ta yêu cầu. Unconstrained này thì nó sẽ cắt theo cái kích thước mới mà chúng ta yêu cầu. Độ phân giải gốc như thế nào nó vẫn giữ nguyên như thế, không can thiệp. Tuy nhiên là nếu mà chúng ta để trong một vài trường hợp khác thì sao? Đây, chúng ta thử nghiệm một vài cái chế độ khác nhé. Ví dụ chọn công cụ này, chúng ta để ở cái chế độ 1:1 chẳng hạn, thì nó sẽ khóa luôn cái tỷ lệ khung hình thành 1:1. Cắt rời cắt đất gì thì nó cũng sẽ duy trì tỷ lệ là 1:1 đấy. Và bây giờ tôi có thể xê dịch cái bức ảnh để tôi giữ cái gì nằm ở trong cái khung này, cái gì nằm ở ngoài, co kéo nữa cũng được, nhưng nó cũng sẽ giữ cái tỷ lệ là 1:1 đó, ví dụ như thế. Và kết quả chúng ta sẽ có cái tỷ lệ như chúng ta yêu cầu. Các bạn thích thì các bạn có thể gia giảm tham số đây, hoặc ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái tỷ lệ khác đây, 4:5 này, 8:10 này, 5:7 này, 2:3 hay là 4:6 này, 16:9. 16:9 là cái khung hình màn hình ảnh rộng bây giờ đấy, đúng không? Đấy, ví dụ như thế. Nếu mà các bạn cắt để các bạn ghép vào trên một cái hình, nếu như các bạn quảng cáo cho một cái dòng TV mới nào đó, tỷ lệ khung hình của nó là 16:9 chẳng hạn, thì bạn lấy một ảnh ra thì bạn phải cắt theo tỷ lệ đấy thì bạn mới đưa vào vừa được, ví dụ như vậy.
Thế còn ở đây có thêm một cái trường hợp nữa rất là đặc biệt, đó là rộng này, cao này và độ phân giải. Thì cái này là cái gì? Cái này nó giúp cho chúng ta thiết lập ra một cái phép cắt mà nó không cần quan tâm ảnh gốc của các bạn nó là cái gì, nó chỉ quan tâm tới vấn đề là gì đây, cắt xong cái ảnh đó có kích thước cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu và độ phân giải bao nhiêu. Chúng ta xem thử nhé, bấm chọn vào cái chế độ này. Bây giờ tôi đưa vào đây một cái kích thước là chẳng hạn như là 1.000 đi. Đó. 600 đi. Ví dụ thế. Nó sẽ tính toán tỷ lệ và nó đưa ra một cái khung như thế này. Độ phân giải ở đây đang là 72. Ok. Bây giờ chúng ta có nhá, 1.000 và 600 nhá. Enter nhá. Bây giờ chúng ta có 1.000 và 600. Kiểm tra nhá. Email này, email size này. Đây 1.000 đây, 600 đây. Kết quả đúng như mình yêu cầu rồi, đúng không? Bây giờ tôi lại cắt thêm một nhát nữa này. Các bạn để ý, tất nhiên bây giờ ảnh này đang là 1.000 và 600 rồi. Và cái khung này nó vừa khớp. Nhưng nếu bây giờ tôi co lại, nó chỉ còn từng này. Mà tôi vẫn yêu cầu là 1.600 thì sao? Nó có đúng 1.600 không? Email này, email size này. 1.000 và 600. Cắt thêm nhá. Email size vẫn 1.600. À, cái này thì nó lại rất là đặc biệt. Đó. Mặc dù tôi vẫn cứ cắt liên tiếp ở trên những cái ảnh mà vừa mới cắt xong, cứ mỗi lần cắt thì cái vùng tôi cắt nhỏ hơn so với ảnh trước, nhưng cuối cùng nó vẫn ra kích thước bằng cái kích thước yêu cầu đó. Như vậy là nó sẽ tính toán và nó sẽ giải quyết bài toán cho tôi là gì đây? Tôi không quan tâm ảnh gốc là bao nhiêu, tôi chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng. Nếu như vết cắt mà to hơn cái kích thước hoặc là nhỏ hơn kích thước, nó cũng sẽ bao giờ nó cũng sẽ tính toán để nó đưa về kích thước yêu cầu. Đấy. Cái này thì nó dùng cho chúng ta trong những trường hợp như thế nào? Tôi cần một cái loạt ảnh sản phẩm nào đó, loạt ảnh gì đó để tôi đưa vào một cái tài liệu, tôi đưa vào một website. Tất nhiên các bạn hãy biết là khi mà người ta làm việc thì cũng có những cấp độ khác nhau. Một cái đơn vị chuyên nghiệp, người ta có thể là thuê hẳn một đội chí chuyên về chụp ảnh sản phẩm các thứ, thì cái góc độ chụp, ánh sáng chụp, kỹ thuật chụp cũng như là độ lớn bao giờ người ta cũng có tính toán để chụp làm sao đưa lên nó đồng bộ với nhau, nó có thể dùng được luôn đấy. Nhưng mà cũng có những cái đơn vị mà người ta cũng không nghĩ đến chuyện đó, họ nghĩ rất là đơn giản rằng là à, có một sản phẩm vậy thì hôm nay tôi sai đồng chí A ra chụp, ngày mai tôi sai đồng chí B ra chụp, có thể là nó chụp lúc gần, chụp lúc xa, chụp ảnh to, chụp ảnh nhỏ các thứ, và đến lúc sau thì họ có một kho rất là nhiều các ảnh, các loại sản phẩm rồi, nhưng đến lúc đấy họ mới đặt hàng và à, làm cho tôi một cái website giới thiệu sản phẩm nhé, làm cho tôi một cái quyển catalog hoặc là một cái tờ rơi giới thiệu cái sản phẩm này nhé. Thế mà họ đưa cho mình một đống ảnh nó lổn nha lổn nhổn, cái to cái nhỏ, chụp ở các cái góc độ khác nhau, chụp ở các kích thước khác nhau, cái chụp gần, cái chụp xa, vân vân. Và khi mà chúng ta làm thì chúng ta lại phải biên tập lại, chúng ta phải cắt cúp lại về một cái tỷ lệ nhất định nào đó, chúng ta phải cắt cúp về một cái độ gần xa nhất định nào đó để cho cái sản phẩm của chúng ta nó có cái tính chất đồng bộ. Đấy. Và nếu như mà mỗi một lần cắt mà chúng ta cứ phải tính toán mất nhiều thời giờ như thế thì rất là mệt. Vậy thì bây giờ tôi chỉ cần yêu cầu là à, cái ảnh gốc này tôi không quan tâm. Đó, tôi chỉ cần biết là xử lý xong để đưa vào quyển catalog, xử lý xong để đưa vào website hoặc xử lý xong để đưa vào một cái tờ rơi này thì cái ảnh để đưa vào đấy có kích thước bao nhiêu, cao bao nhiêu, rộng bao nhiêu, độ phân giải như thế nào, thì mình thiết lập một cái đấy, sau đó thì cần như thế nào thì mình sẽ khoanh vùng, mình sẽ cắt cúp lấy cái vùng mình cần, đúng không? Ví dụ bây giờ một cái ảnh to như thế này, tôi lại cần một cái ảnh làm ảnh thẻ thôi chẳng hạn,
đúng không? Tôi không kịp đi chụp thì tôi có thể là cúp luôn cái chân dung ở trong một ảnh to như thế này. Vậy thì tôi đưa về cái kích thước là gì đây? 46 đúng không? Độ phân giải là 300. Cắt lấy cái khuôn mặt để làm sao cho nó ổn. Thế thôi. Cũng tương tự như thế, tất cả các ảnh khác bây giờ tôi cần đưa vào một cái quyển catalog thì tôi sẽ xử lý đúng cái khuôn hình mà tôi cần. Thì đấy chính là cái đặc tính rất là quan trọng. Ví dụ như là đây, chẳng hạn như là các bạn nhìn thấy khi mà tôi đưa bài vở vào trong cái website chẳng hạn, thì tôi sẽ để sẵn một số các cái kích thước. Ví dụ đây này, ở đây trong này là tôi cần một cái chiều ngang là 262 này, chiều cao là 175, độ phân giải là 72. Đấy chính là cái kích thước của những cái hình thumbnail, những cái phần mà tôi sẽ đưa vào trong một cái khu vực bài viết. Vì sao? Đây ví dụ các bạn đấy, chẳng hạn như là bây giờ tôi mở nha, tôi lấy cái trang này đây. Nói có sách mách có chứng luôn đúng không? Ví dụ những cái hình như thế này đúng không? Những cái hình như thế này thì tôi sẽ đưa lên đây. Nếu như mà tôi không cắt nó theo những chiều ngang bằng nhau, tôi không cắt những chiều cao bằng nhau, mà tôi lại lấy những cái ảnh ở những cái nguồn khác nhau với kích thước khác nhau, khi mà đưa vào đây nó sẽ gây ra cảm giác lổn nhổn ngay lập tức đó. Mà nếu như lần nào tôi ngồi tôi phải co kéo, tôi cũng phải tính toán góc độ các thứ thì rất mất thì giờ. Nhưng bây giờ tôi chỉ cần là thiết lập cái gì đấy ạ, tôi thiết lập cái kích thước của cái vùng mà tôi biết chắc rằng nếu mà đưa cái thumbnail, đưa cái ảnh đại diện lên trên cái bài viết ra nó sẽ có kích thước như thế này là vừa chuẩn. Thì bây giờ tôi chỉ cần cắt một lần mẫu thôi, và sau đó thì tôi chỉ cần chọn gì đây ạ, tôi chọn một cái kích thước đúng không? Sau khi chọn kích thước này rồi thì tôi làm gì nữa ạ? Tôi lưu nó lại đó, tôi lưu nó lại là xong, cắt một lần đấy. Và sau đó thì nó có danh sách, tôi lần sau tôi cần một cái ảnh mà mang tính chất đại diện như thế đó, to bao nhiêu tôi không cần biết, mở công cụ ra, mở công cụ cắt ra và tôi chọn đúng cái preset mà tôi đã làm cho cái phiên lần trước, tôi gọi đúng cái đấy ra, cắt một phát là yên tâm 100%, đưa lên là khớp vào cái vị trí mà tôi cần. Đấy, cái công cụ cắt mà thiết lập các cái độ dài bao nhiêu, cao bao nhiêu, độ phân giải bao nhiêu, đấy chính là để phục vụ cho những công việc mà nó lặp đi lặp lại với số lượng nhiều, với các loại ảnh khác nhau, nhưng mà nó phải đưa vào một vị trí với kích thước chuẩn, thì chúng ta cứ làm một lần thôi, Nhưng mà lưu lại. nó co kéo nhau. Không, sao lại co kéo? Co kéo là như thế nào? Crop đấy nó phóng lớn hình lên mặt Không, làm gì trong cái vùng mà bạn cắt thì kiểu gì nó cũng sẽ đấy nhá. Mà quan sát lại nhá, ví dụ đây là ảnh gốc này đúng không? Bây giờ nếu như mà tôi lấy chỉ trong cái khu vực gì đây nhỉ, chỉ trong khu vực này thôi, thì bất kể là tôi cắt như thế nào nó cũng sẽ tuân thủ theo cái kích thước đó. Đây 262 nhân 175 nhé. Đây kiểm tra nhé. 262 nhân 175. Đấy là cắt khu vực nhỏ nhé. Bây giờ chúng ta cắt một khu vực lớn hơn nhé. Hai trăm sáu mươi hai nhân 175. Bất kể là tôi cắt cái khu vực rộng hay hẹp, cuối cùng nó vẫn ra cái kích thước mà tôi yêu cầu. Đấy. Tức là về mặt bố cục để giữ lấy cái gì thì chúng ta phải chủ động, nhưng về mặt kích thước là nó sẽ fix luôn cho chúng ta. Đấy, nó sẽ tự nội suy. Nếu mà rộng hơn thì nó sẽ tự tính toán để thu hẹp lại. Nếu bé hơn thì nó sẽ tính toán để nó phóng ra cho vừa cái kích thước đó. Còn lại cái vấn đề bố cục là vấn đề tự chúng ta sẽ dùng mắt của mình để tính toán cắt đến đâu để cho giữ lên cái hình đẹp. Đấy. Nó hỗ trợ chúng ta rất tốt ở trong cái vấn đề gọi là xử lý ảnh hàng loạt để đưa lên một cái mục tiêu đã xác định nào đó. Thì đấy là cái cách cắt nhé. Thế bây giờ chúng ta lại giới thiệu tiếp một cái vấn đề nữa ở trong cắt như thế này. Đó là nếu một cái ảnh xiên xiên thì sao? Đây, bây giờ chúng ta mở thử một cái bức ảnh mà nó lại không được thẳng thớm lắm nhé.
Ví dụ như là đây cái ảnh này chẳng hạn, các bạn quan sát cái ảnh này có vấn đề gì không, mọi người có nhận thấy nó có vấn đề gì không ạ? À vâng, chân trời làm sao ạ? À đúng rồi, đây là một cái ảnh mà nó không thăng bằng đúng không ạ? Bình thường ra chụp nếu mà chúng ta giữ cái ảnh máy ảnh ngang thăng bằng thì cái đường chân trời chính là cái mặt biển đấy, nó sẽ phải nằm ngang. Còn ở đây là họ chụp một cách cố ý, cô này đang nhảy lên, do đó họ cũng hơi xoay cái máy nghiêng nghiêng một tí để tạo ra cái dáng nó bay lên. Chứ còn nếu mà không ấy, thì nó sẽ không còn dáng bay nữa nếu mà chúng ta chụp theo cái đường chân trời ngang. Nhưng nếu bây giờ mà tôi bảo là cái ảnh này không ổn, đường chân trời này không ngang đấy, và tôi muốn xử lý lại để cho nó trở thành cảnh ngang thì sao? Thì đây chúng ta có thể là xử lý đúng không? Tôi có thể đưa cái công cụ cắt này vào đây, sau đó thì tôi đưa cái trỏ chuột vào góc, xoay cho tới khi nào mà cái gì nhỉ, cái đường chân trời nó song song với lại cái đường lưới ở trên này. Các bạn thấy song song chưa ạ? Khi nào mà các bạn bảo thấy là song song rồi thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta ra lệnh cắt. Lúc này thì cái đường chân trời nó sẽ trở thành đường ngang. Đấy, ví dụ chúng ta muốn chỉnh lại cho một cái ảnh nào đó nó cân thì chúng ta sẽ giải quyết dạng như thế. Đấy chính là cái cách để mà chúng ta cân lại một cái ảnh mà nó không được thăng bằng. Tất nhiên công cụ crop này không phải là công cụ mang tính hoàn hảo hoàn toàn. Thực ra vì nếu mà cân lại thì tôi có thể giới thiệu với các bạn một cái công cụ khác tốt hơn. Đây, các bạn có thể nhìn nhanh về cái công cụ này. Các bạn tìm cho tôi cái công cụ ruler hoặc là các bạn nhấn phím Y ngắn nhé. Ruler thì nó giúp chúng ta giải quyết vấn đề gì? Ruler là thước thì đương nhiên là để đo thôi, đúng không? Là để chúng ta đo. Và các bạn sẽ thấy là bấm vào một điểm này và đo thì nó đo cho chúng ta cái gì? Để ý phía trên này nó sẽ thông báo chúng ta tọa độ x bao nhiêu, y bao nhiêu là cái điểm mà chúng ta bắt đầu nhấp vào để chúng ta đo. Đường chúng ta kéo dài bao nhiêu, góc độ cao bao nhiêu, rồi góc nghiêng bao nhiêu là chúng ta có thể đo được ở đây. Nhưng mà cái vấn đề này thì thôi, tạm thời không bàn. Chúng ta sẽ nói nhanh là cái góc độ là gì đây? Cân chỉnh. Đây, bây giờ các bạn thấy là tôi đang vẽ một cái đường dùng thước tôi đo theo cái đường mặt biển. Và cái góc độ nó đo được là 1,2 độ. Có nghĩa là chúng ta đã xác định được cái ảnh này nó bị nghiêng bao nhiêu rồi. Bây giờ tôi chỉ việc làm thêm một cái thao tác là bấm vào cái nút Straighten Layer này. Khi tôi bấm vào đây, nó sẽ dựa vào cái góc độ mà nó đo được. À, nghiêng phải không? Vậy thì tôi sẽ xoay trở lại ngược với lại cái góc độ nghiêng đó để giữ lại về trạng thái thăng bằng. Ok. Đây, các bạn thấy là ảnh của chúng ta đã đưa về, xoay về theo chiều ngang. Mặt biển chắc chắn bây giờ ngang. Đây, bây giờ tôi nhấn R, Ctrl R gọi thước ra. Bây giờ tôi kéo thử cái thước, đúng không? Đây, mặt biển ngang rồi. Và đây là cái cách để mà chúng ta có thể cân lại khi mà một cái bức ảnh của chúng ta đường chân trời nó không được thăng bằng. Đấy. Tất nhiên bây giờ thì nó lại xuất phát ra thêm một cái thứ nữa mà các bạn thấy rằng là chưa hài lòng là gì? Xoay nghiêng thế này thì nó lại phát sinh ra là nó bị hở một vài chỗ, đúng không? Vốn trước đây là nó nghiêng cho nên nó có hình ảnh ở đây, nhưng bây giờ nó xoay thẳng lại thì mất điểm ảnh ở chỗ này và chúng ta bị trống. Tất nhiên chúng ta phải cúp lại, cắt lại bằng cách là tạo vùng chọn, đúng không? Và lấy ở những cái khu vực mà còn điểm ảnh thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh image crop, nhưng mà như thế thì mất mất khung hình, mất mất nhiều thứ. Và chúng ta hãy quay lại với cái lệnh mà hôm nay chúng ta đã nói với nhau đi, rất là nhanh cho có thể ứng dụng luôn là gì đây nhỉ? Đây, vẽ vùng chọn như thế này đúng không, giữ shift vẽ tiếp vùng chọn ở đây, vẽ tiếp và bây giờ sử dụng lệnh gì đây, edit fill content away,
nó sẽ tính toán nó bù nốt cho chúng ta những cái khu vực đó. Đây, kết quả xoay xong và chúng ta bù luôn tất cả những cái gì mà chúng ta đã bị mất do cái thao tác xoay nghiêng đó. Thế thì crop cũng xoay được, nhưng mà nếu mà nghiêng theo kiểu này thì các bạn sử dụng cái công thước là nhanh hơn. Đấy. Và đo thì không nhất thiết là đo cả chiều dài cả cái đường đấy, chỉ cần đúng góc thôi là được. Một đoạn dài 1 mm cũng được, miễn là xác định được góc nghiêng là các bạn có quyền là xoay cái ảnh lại làm sao cho nó cân bằng. Các bạn có thể thử nghiệm thử một tí xem. Nhân đây thì chúng ta sẽ ôn, chúng ta sẽ nói lại luôn một số thứ mà nó có liên quan tới cái những cái gì mà chúng ta đã trao đổi. Đây là lấy ví dụ như thế này. Tôi giả cái ảnh lại về trạng thái gốc ban đầu nhé, reverse F12. Bây giờ chúng ta thử xem này. Cắt cúp này, mở rộng này, rồi làm nhiều thứ, kết hợp luôn cả mấy thứ luôn. Tôi lấy ví dụ, đây các bạn nhìn thử cái này. Cái ảnh này có phải là cái mà chúng ta đang lấy làm ví dụ không ạ? Ảnh gốc thì các bạn vừa nhìn thấy rồi, đúng không? Cái giải lụa này là màu xanh, không gian thì nó hẹp hơn như thế này và có nhiều thứ trông nó sẽ khác. Thế bây giờ tôi muốn là làm một cái thiết kế đất rộng hơn để trình bày nhiều thứ vân vân thì tôi có thể làm như sau. Trước hết là tôi tăng cái không gian, đó, nới rộng ra, nới rộng không gian, không làm biến hình, thay đổi màu cho các đối tượng này, căn chỉnh lại cho nó cân bằng và bù những cái điểm bị mất, bị thiếu, vân vân. Thế bây giờ chúng ta lặp lại luôn cái ví dụ nhé. Đầu tiên là background này là nhấp đúp để tôi cho nó thành layer 0 này, đúng không? Và image này, canvas size này tôi cho nó rộng gấp đôi đi, 1800 thì bây giờ tôi cho thành 3600 nhé. Đấy, ví dụ như thế. Cho về phía bên phải, về mặt nguyên tắc bao giờ cũng mở, tôi muốn là mở ở phía trước mặt nó rộng ra đó. Ok này, vậy thì bây giờ tôi có thì đấy, ảnh rộng gấp đôi đó, khung rộng gấp đôi nhưng ảnh vẫn thế. Thế bây giờ tôi bảo vệ này, điều tôi cần quan tâm là cái cô này phải được bảo vệ, không được biến dạng khi mà tôi mở rộng khung hình, thì tôi sẽ sử dụng vùng chọn đấy, lưu select, save selection, ok, Ctrl D hủy bỏ vùng chọn đi, vào edit, vào content away, mở vùng chọn ra và yêu cầu bảo vệ cô này, mở rộng gấp đôi hình ra. Ok, bây giờ hình rộng hơn đúng không, ví dụ thế, và cái không cảnh rộng ra cô này thì làm sao nhỉ, mở rộng cái giải lụa đó. Bây giờ tôi sẽ thay màu cho giải lụa chẳng hạn. Các bạn thấy là cái vùng giải lụa này thì bây giờ chúng ta có thể chọn bằng cái công cụ ví dụ như là Quick Selection tương đối nhanh, đúng không? Tôi di công cụ Quick Selection một chút là tôi sẽ lấy được. Bây giờ có một chút cái phần rộng ở giữa này, phần rộng ở giữa này thì tôi chỉ cần mấy chữ one nhấn an trừ bớt đi, vậy là xong. Ở đến đây thì tôi sẽ tiến hành tô cho nó. Tô bởi cái gì? Không phải là mấy lệnh tô vừa rồi mà chúng ta sẽ sử dụng cái gradient nhé. Đúng không? Bấm vào đây, chọn cái tô chuyển theo màu 7 sắc cầu vồng. Muốn màu vào đây nhưng mà vẫn giữ được nếp vải thì tôi lại phải chọn sang chế độ color. Đấy, kéo một đường, đưa được màu vào đây. Đó, 7 sắc cầu vồng ở đây nhưng mà vẫn giữ được cái nếp của cái vải, ví dụ như thế. Thế bây giờ quay trở lại, cái này kéo càng dài ra thì cái đường chân trời càng lệch, chúng ta nhìn càng rõ đúng không? Bây giờ tôi sử dụng công cụ gì nhỉ? Roller, kéo một đường, kéo một đoạn thôi, ngắn dài đều được cả, miễn là nó song song với lại cái đường mặt biển này. Sau đó nhấn nút lệnh Straighten Layer để tôi điều chỉnh lại. Sau nữa thì tôi sẽ sử dụng công cụ Magic Wand, chọn lấy các cái vùng mà bị khuyết, bị thiếu này, đúng không? Phóng lớn từng góc lên, giữ Shift, kích vào đây để chọn nó.
ship. Đấy, đến đây chúng ta lấy được cái mà chúng ta cần, sau đó quay trở lại lệnh tô mà hôm nay chúng ta vừa mới nói, edit field, chọn container away, nhấp ok, nó sẽ tính toán và nó bù lấp cho chúng ta bằng cách là lấy những cái điểm ảnh ở xung quanh nó xử lý, ví dụ như thế. Thì trong một trường mực nhất định nào đó thì chúng ta giải quyết được mấy việc, đúng không? Mở rộng khung ảnh này, bảo vệ được cái vùng mà chúng ta cần này, kéo rộng không gian ra này, áp dụng được công cụ chọn gì đây ạ, direct selection để chọn theo giá trị màu này, rồi tô màu chuyển này, tô màu chuyển vào trong một cái đối tượng nhưng mà vẫn giữ được gì đây ạ, các cái nếp, các cái đậm nhạt của cái dải vải này, xoay theo cái ảnh nó hết bị chéo đi này, bù vào những cái điểm ảnh mà bị mất đi khi mà chúng ta xoay. Tức là một cái bài nó cũng tương đối đơn giản nhưng mà chúng ta có thể là giải quyết được, gồm có nhiều thứ ở trong này. Đấy. Thế mà đến đây thì hết thứ chưa? Chưa. Công cụ crop vẫn còn một cái nữa tôi phải giới thiệu nốt cho các bạn trước khi mà chúng ta dừng cái buổi học ngày hôm nay. Đó là đây, tôi mở thêm một cái bức ảnh này nữa. Nó còn có một cái đặc tính rất là đặc biệt như thế này nữa. Công cụ crop ngoài những cái thứ mà chúng ta đã giới thiệu, cắt to, cắt nhỏ, cắt loại bỏ những cái phần mà thừa không mong ước, thì chúng ta còn có một cái gọi là Perspective Crop Tool. Tại sao lại Perspective? Tại vì không giống như các bức ảnh khác, bức ảnh này được đứng và chụp chéo góc vào bên trong, do đó thì nó chịu ảnh hưởng của cái luật xa gần, và những cái gì gần ống kính thì nó to, cái gì xa ống kính thì nó nhỏ, nó thoát và theo cái chiều không gian như thế này. Rõ ràng bây giờ tôi không thể nào mà tôi muốn lấy cái ảnh này để treo vào trong một mảng tường khác theo cái kiểu vuông góc thì rõ ràng là không ổn. Mà bây giờ tôi vẫn mới muốn lấy nó ra thì công cụ crop cũ nó không giúp chúng ta giải quyết được cái vấn đề này. Chúng ta phải làm việc với công cụ crop perspective này. Và cách làm như sau, các bạn quan sát. Chọn công cụ crop perspective chứ không phải công cụ crop nữa. Bây giờ tôi vẽ đại ra một cái vùng đã để xác nhận là có một cái vùng chọn để cắt. Sau đó các bạn đưa trỏ chuột vào từng góc này và các bạn kéo vào cái góc hình như thế này. Tôi lấy ví dụ, tôi lấy cái phần khung, cái ảnh bên trong thôi, không cần khung nhá. Thì tôi kéo vào đây. Đây, bây giờ lại Ctrl 0, lại Ctrl Shift phóng lớn lên và kéo tiếp cái góc này, cho sát vào cái phần khung này. Tương tự như thế, cứ phóng lớn từng góc lên và chúng ta đưa trỏ chuột, chúng ta kéo, điều chỉnh làm sao cho cái vùng cắt này nó biến dạng theo đúng cái tính chất perspective của cái khung hình này. Sau khi kéo xong đến đây, chúng ta quan sát thì cái lưới của chúng ta bây giờ nó cũng không vuông góc mà nó cũng méo theo đúng cái vùng mà chúng ta cần cắt. Và bây giờ enter, xác nhận. Từ một cái hình méo như thế, sau khi chúng ta phủ lưới vào, nó đã xác định được cái độ thu, độ hot của cái khung ảnh rồi, thì nó sẽ cắt và đồng thời nó tính là cái thằng này bị nghiêng bao nhiêu thì nó sẽ tính toán nó giãn ra bấy nhiêu để cho nó thành phẳng. Đến đây thì còn một vấn đề nhỏ nhỏ nữa, các bạn sẽ nhìn thấy là gì ạ? Cái bức hình này do tính chất perspective thì đầu gần chúng ta sáng, đầu xa chúng ta tối, do đó ví dụ như là cái biên ở bên ngoài này nó sáng tối không đều nhau. Chỉnh màu thì hơi khó, tại vì màu thì phức tạp, nhưng cái biên, cái bo của cái tranh này thì nó màu không đều. Bây giờ tôi sử dụng cái công cụ Hand Drop Tool, phím tắt là y ngắn này. Tôi bấm vào đây để tôi lấy cái mẫu màu của cái khu vực mà sáng này. Sau đó thì chúng ta lại áp dụng một cái lệnh cũ như sau. Vẽ cái vùng chọn, bao lấy cái ảnh ở bên trong. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh select invert, đảo ngược lại để lấy cái bo bên ngoài. Cái phần màu sáng chúng ta đã đo bằng công cụ airdrop rồi và nó đưa vào đây. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng lệnh fill, đúng không? Và sử dụng foreground đưa vào đây. Nó sẽ tô lại để cho cái màu nó sẽ đều nhau. Chúng ta cắt cái ảnh ra đang từ méo trở thành thẳng. Và thẳng rồi thì chúng ta sẽ tô lại cái màu bo viền để cho nó đều nhau, thay vì chỗ sáng chỗ tối.
Thế ngoài ra thì các bạn lưu ý rằng là cái lệnh tô này thì tôi nói với các bạn thêm một cái viêm tắt như thế này nữa. Mặc dù để tô chúng ta vẫn phải vào edit, vào phim để chúng ta tô. Đấy là cái cách tô mặc định, tô đường đường chính chính theo đúng câu lệnh của nó. Nhưng chúng ta cũng còn một cái phím lệnh như thế này nữa để giúp chúng ta tô nhanh hơn màu tiền cảnh và hậu cảnh. Màu tiền cảnh chúng ta nhấn Alt Delete là chúng ta sẽ tô được màu tiền cảnh vào trong cái vùng chọn. Thế còn Control Delete là để chúng ta tô màu hậu cảnh. Ở đây chúng ta có thể tô nhanh được ví dụ như là 9 kiểu. Thì thực ra là có 6 kiểu là chúng ta có thể tô được bằng phím tắt mà không cần phải gọi lệnh ra. Đó, đó là màu tiền cảnh này, hậu cảnh này, color này, màu đen, màu trắng. Đen thì sao? Đen thì mặc định của chương trình. Nếu như mà tôi bấm vào đây gọi là mặc định này thì nó sẽ là ô tiền cảnh màu đen và ô hậu cảnh màu trắng. Bấm vào đây cũng được, bấm vào phím D nó cũng sẽ trả về mặc định như thế. Và sau đó thì nhấn Alt Delete là đương nhiên là tiền cảnh là màu đen rồi, Control Delete là hậu cảnh là màu trắng rồi, đúng không? Và màu xám hoặc là một màu nào đó thì chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta thiết lập một màu như chúng ta muốn. Sau đó thiết lập xong thì chúng ta hoặc là màu đấy ở tiền cảnh thì nhấn Alt Delete, hoặc ở hậu cảnh thì Control Delete. Thế thôi. Thế là chúng ta ngoại trừ cái Finish Story, Pattern và Container Way thì phải mở ra mà tô. Còn nếu mà chỉ tô một màu duy nhất thì các bạn sẽ chỉ cần nhớ cho tôi là cái lệnh Control Delete hoặc là Alt Delete là các bạn có thể tô tắt được rồi, mà không nhất thiết là phải mở hộp thoại phim ra. Thế còn về mặc định đen trắng thì các bạn nhớ giúp tôi là phím D. Nhấn phím D thì bất kể nó đang là màu gì nó cũng sẽ đưa màu tiền cảnh ở đen, màu hậu cảnh ở trắng. Đấy là màu mặc định nếu như lần đầu tiên các bạn mở Photoshop ra, nó sẽ là cái đó. Thế còn hoán đổi giữa màu tiền cảnh và hậu cảnh thì các bạn bấm vào cái mũi tên hai chiều này ở đây, nó sẽ đổi giữa vị trí màu tiền cảnh và hậu cảnh. Thế còn các bạn không muốn dùng chuột thì các bạn nhấn phím X cho tôi nhá. Nhấn phím X thì nó sẽ đổi giữa tiền cảnh và hậu cảnh. Và như thế là chúng ta tạm thời kết thúc cái nội dung trao đổi ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay chúng ta đã trao đổi về Transform, chúng ta đã trao đổi về Container Way, chúng ta trao đổi nốt những cái vấn đề còn lại liên quan tới phim, nói sâu một chút về thiết lập History, chúng ta nói về Crop, chúng ta nói về Ruler, chúng ta nói về Perspective Crop. Đấy, một số thứ chưa sâu lắm, nhưng mà nói tóm lại là nó cũng đủ để cho chúng ta thực hiện thêm được một số các vấn đề.